nên anh em mít xu 85 anh em ha. Con này thì giá rẻ anh em ha. Lần dưới là em bao nguyên zin cho anh em ha. Màu nó hơi xấu một chút xíu ha. Rồi trên này là em sơn lại nha, túng nó lại nha. Sơn lại nhìn nó đẹp ha. Em là dưới là ghi 100% nha. Bên này là áo này dọn lại á, để vậy dọn anh em á. Lốc rồi nước sơn nó ghè ghẹ hơi xấu anh em ha. Còn máy thì ghi lên bao chất lượng anh em ha. Rồi con này anh em chốt mình để giá 6 triệu ha, 6 triệu bao ship ha. Anh em là cần liên hệ em nha, 0985 927776 nha, Zalo ha, 6 triệu đây.